Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Trong ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường, nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của đại biểu đặt ra trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm qua. Trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ tọa kỳ họp. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng dự phiên họp. Trong phiên làm việc sáng nay, lãnh đạo các sở ngành có liên quan đã trả lời ý kiến của các đại biểu đặt ra đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, biên chế cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ và biên chế hội năm 2024. Tờ trình ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tóm tắt trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri các kỳ họp trước và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Từ sau kỳ họp thứ 6 đến trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổng hợp và gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh 174 ý kiến kiến nghị của cử tri. Kết quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải quyết 145 trên 174 ý kiến kiến nghị, chiếm 83,33%. 29 trên 174 ý kiến kiến nghị được tiếp thu và tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu tiến hành chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia cố bãi rác số 3, thực hiện chậm, chưa nghiên cứu thực hiện giải pháp phủ bạt nhựa, việc thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác mới. Theo thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, có 6 công việc cần thực hiện, hiện tại đã thực hiện được nội dung nào, còn nội dung nào chưa thực hiện, giải pháp tới như thế nào. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về đặt đổi tên đường, giải pháp triển khai như thế nào để giải quyết dứt điểm những con đường chưa được đặt tên trong thời gian tới. Tại thị xã Bình Minh, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai chương trình ở các cấp năm 2023 cho 105 đại biểu của huyện Tam Bình, Trà Ôn và thị xã Bình Minh. Đây là những cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc chức việc tôn giáo, tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong thời gian 5 ngày, từ 11 đến 15 tháng 12, đại biểu được nghe các chuyên đề về kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương, kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và kỹ năng tuyên truyền, truyền thông triển khai thực hiện đề án tổng thể về chương trình Mục tiêu Quốc gia. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát huy năng lực, vai trò trách nhiệm của cán bộ để giúp các hộ nghèo sinh sống tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Nhằm góp phần tạo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo, theo nghị quyết của tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động quỹ vì người nghèo vượt hơn 88% so với kế hoạch. Thực hiện chủ đề vì người nghèo và an sinh xã hội, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động quỹ vì người nghèo được gần 54 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh vận động hơn 28,5 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở vận động được gần 25,4 tỷ đồng.
Từ nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ và triển khai xây mới được 1.021 căn nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa được 82 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 51,3 tỷ đồng. Hiện đã có 347 căn nhà đại đoàn kết được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Riêng số nhà còn lại đang được các địa phương đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành để các gia đình sớm có ngôi nhà mới ổn định cuộc sống trước Tết Dương lịch sắp tới. Thực hiện chương trình chăm lo nhà ở cho đoàn viên người lao động, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn vượt chỉ tiêu đề ra trong năm. Mái ấm công đoàn thứ 57 vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao cho đoàn viên khó khăn về nhà ở đã vượt chỉ tiêu 17 căn so với kế hoạch đề ra trong năm nay là hỗ trợ xây dựng 40 mái ấm công đoàn. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng trích từ quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh do đoàn viên đóng góp với mức hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, tặng 10 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm trước, giúp đoàn viên có thêm điều kiện xây dựng căn nhà kiên cố. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ sửa chữa 7 căn nhà cho đoàn viên có nhà ở xuống cấp. Qua đó đã góp phần giúp đoàn viên có nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, góp vào sự phát triển của đơn vị doanh nghiệp và nâng cao đời sống gia đình. Năm 2023, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Trong đó đã tập trung thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu thẩm định giá trị các tư liệu hình ảnh hiện vật và tổ chức trưng bày triển lãm, phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trong năm. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long đã sưu tầm nghiên cứu 391 tư liệu hình ảnh hiện vật, bảo quản 2.430 hiện vật tại kho cơ sở và các nhà trưng bày, bao gồm các chất liệu gỗ, vải, kim loại, giấy, tranh và đan lát, bảo quản 950 ảnh, nhập liệu hệ thống thông tin quản lý 1.419 hiện vật. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức 13 cuộc triển lãm và phối hợp triển lãm 19 cuộc, vượt 19 cuộc so với kế hoạch đề ra, đạt 266% kế hoạch năm, thu hút trên 8.000 lượt khách tham quan, tổ chức 3 chương trình giáo dục với hơn 400 em học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh tham gia. Tổng lượt khách tham quan bảo tàng và các khu di tích từ đầu năm đến nay hơn 356.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, đến hết tháng 11 năm nay, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trong năm và đạt 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và duy trì số người đáo hạn, nên đến hết tháng 11, toàn tỉnh có trên 953.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 9.180 người so với cuối năm 2022, đạt 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, người tham gia theo hình thức hộ gia đình chiếm hơn 40%. Quỹ bảo hiểm y tế đã chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh 11 tháng cho trên 2,3 triệu lượt người với kinh phí trên 734 tỷ đồng, bao gồm cả chi thanh toán trực tiếp, chi chăm sóc sức khỏe ban đầu chiếm 91,1% dự toán chính phủ giao trong năm.